bộ phim Thiết Dực Trùng Sinh, Máu Thịt Đồng Đạo. Almighty King, Almighty King, động cơ máy bay ném bom dừng hoàn toàn. Không không không, mau khởi động đi. Almighty King, xin hạ cánh khẩn cấp, xin hạ cánh khẩn cấp. Không không không, Almighty King, xin hạ cánh khẩn cấp. Trong thời kỳ chiến tranh chống Nhật, đội viên Hagin của đội Flying Tiger lái máy bay tham gia ném bom lên Nhật Bản, gặp quân đội điên cuồng chống trả. Máy bay Hagin lái trúng đạn, nhất thời rơi vào hiểm cảnh. Đồng thời lúc đó, ba thôn dân trẻ tuổi của thôn Bảo Điền đang chạy như bay đi cứu bạn mình. Du Khôn, con trai của thôn trưởng thôn Bảo Điền, cất dao vào đi, đừng tự cắt trúng bản thân. Hôm qua Du Khôn bị đại gia đầu thổ phỉ phái người bắt cóc ép buộc thành thân. Cả một đêm cậu ta bị nữ ma đầu khiến tất cả đàn ông nghe tên đã sợ khiếp vía đó khống chế. Lúc này cậu ta cũng vừa thoát khỏi miệng hùm, chạy trốn về phía nhà mình. Khôn Nhi đừng chạy. Khôn Nhi, Khôn Nhi, bọn tôi đến cứu cậu đây. Khôn Nhi, mau quay lại đây. Hôm qua tôi mới bị bắt đi ở chỗ này đấy. Năm người này vì cơ duyên khác nhau bất ngờ gặp nhau ở cùng một nơi. Cũng vì lần gặp gỡ này, vận mệnh của năm người đã thay đổi. Hay là các người chạy đi, cứ mặc kệ tôi. Nếu đại gia đầu đến bắt, tôi sẽ để qua ấy bắt đi. Tôi không quan tâm. Khôn tử, đại gia đầu không làm gì cậu chứ? Chẳng phải các cậu đến đón tôi hay sao? Sao cậu chạy nhanh hơn cả tôi thế? Khôn Nhi, nếu lần đầu của cậu cho đại gia đầu, cả đời này không ai cần cậu lần nữa. Rốt cuộc cô ta có bắt nạt cậu không? Mau nói thẳng ra đi. Không có. Khôn tử, anh em chúng ta cùng nhau lớn lên, ai cũng hiểu tâm trạng của cậu hết. Chuyện này vốn dĩ chúng tôi không nên hỏi, chủ yếu là quan tâm cậu thôi. Khôn Nhi, đại gia đầu, nữ ma đầu, đó là loại ăn thịt người mà lớn đấy. Thật à? Rốt cuộc là cô ta cho cậu dễ dàng thế đúng không? Rốt cuộc đã làm gì cậu rồi? Nói đi Khôn Nhi. Tôi bị đại gia đầu bắt đi, các cậu đều rất vui đúng không? Cậu nói gì thế? Cha cậu sốt ruột lắm, ông ấy khóc rồi đấy. Đúng vậy. Vốn dĩ chắc chắn tôi sẽ bị cô ta bắt nạt, nhưng mà tôi nói dư chín ép không ngọt. Cô ta dám động vào tôi chết cho cô ta xem. Không làm gì hết. Không, cô ta không cởi đồ hay sao? Tôi đã nói là cô ta không thế rồi mà. Tôi không tin, tôi đã nói dối khi nào chưa?
Trời ạ, sao gã đến nông nỗi này? Thảm quá rồi, gan to thật đấy, rơi từ trên trời xuống. Mau cứu người đi. Nghỉ ngơi một chút đi. Trả đồ cho tôi. Xin lỗi, mông của tôi bị chuột đút rồi. Cố gắng đến cửa thôn, nơi đó có cán khiên đó. Bạn tử đúng là có tố chất làm hán gian. Nếu cậu ấy dám làm hán gian, tôi mang cậu ấy đi thắng mở. Nếu các người muốn sửa sân bay thì đến cứu tôi trước. Bọn họ muốn mang tôi đi thắng mở kìa. Đúng, có thể bắn bọn họ. Yểm trợ. Cậu trai, cha, cậu của ta. Cha ơi, cha đừng buồn, con không sao hết. Rốt cuộc đại gia đầu đã làm gì con chứ? Cha còn không hiểu con trai của cha hay sao chứ? Con trai của ta, con ta dọa chết ta rồi. Hôm nay khôn tử đã nói thật. Đại nha đầu là nữ tử rắn chắc cỡ nào. Lần này nếu khôn tử gặp đại nạn không thể về, rồi có ngày tôi sẽ gây cho đại nha đầu vài đại nạn, báo thù cho khôn tử. Nhìn chút tiền đồ của cậu đi. Cha, không phải như cha nghĩ đâu mà. Con trai của ta. Cha ơi, cha tin. Cha. Cha tin,
Nhưng mà sao con về muộn quá vậy? Cha, chúng ta phát tài rồi. Không phát tài cũng không được. Sao con lại gây ra chuyện tày trời này chứ? Còn mấy đứa sao lại không cản nó lại? Chú à, chú nghe cháu nói nè. Nói đi, chuyện là thế này. Đi mau, đi mau. Sao cậu lại có thứ này? Của cậu ấy. Cậu quá đáng rồi đấy. Đừng lên tiếng. Là anh ta bảo tôi dùng cái này. Nói chuyện với người của anh ta đi. Nói gì chứ? Cậu để cái này vào, nói mới giống hơn. Chào anh bạn, là tiếng Trung. Nếu không thì tôi đâu có hiểu. Nói chỗ quan trọng. Anh đừng có dọa cậu ấy đó. Im miệng. Họ bảo tôi tìm hộp y tế băng bó cho anh ta trước. Sau đó nói anh ta đến đánh người Nhật giúp chúng tôi. Bảo chúng tôi nhất định phải cứu sống anh ta. Cậu nói chỉ gian đã bị người Nhật bao vây. Chỉ có dùng máy bay đến đón anh ta đi. Còn hỏi tôi có chỗ nào rộng rãi hay không. Tôi nói thôn chúng tôi có. Thôn nào? Thôn Bảo Điền. Rồi họ nói cho chúng tôi 500 đồng đại dương. Bảo chúng tôi làm một đường băng trong vòng 10 ngày. Nếu không thương thế của anh ta sẽ rất nguy hiểm. Tôi suy nghĩ 10 ngày liệu có quá ngắn hay không. Tôi còn chưa suy nghĩ xong, họ đã nói 1.000 đồng đại dương. Nên tôi đồng ý luôn. Sau đó tôi nhìn thấy máy bay sắp xảy ra chuyện. Tôi liền khiêng anh ta đến đây. Anh ta chết rồi, máy bay thì bị nổ. Chỉ bấy nhiêu thôi sao? Thế có làm theo những gì đã hứa hay không? Tôi đã nói dối bao giờ đâu. Tôi nói mình sẽ làm theo những gì tôi đã hứa. Không giao cho giặc Nhật. Không đâu. Nhất định phải chăm sóc cho người Mỹ đấy. Nếu không tôi quay lại tìm cậu. Anh tìm tôi làm gì? Để cậu biết hậu quả của việc nói mà không giữ lời. Sau đó người ta bảo bọn cháu đi, còn họ thì đi cản đám Nhật. Chú à, lần này bạn Tử không nói bậy đâu. Cháu cũng nghe thấy. Bọn họ thật sự dám đánh giặc Nhật đó. Tiếng súng dồn dập đến nỗi không có chỗ đánh đạn. Cha, nếu mà không làm theo, con trai của cha sẽ đi bán muối. Nhưng mà không thể để người ta ở nhà được. Cha, hai đứa mau khiêng người vào đi. Con, đi gọi Lan Trung. Nếu đã uống rượu thì dùng nước lạnh tạt cho ông ấy tỉnh lại đi. Thế nào chứ? Yếu quá. Có cứu được hay không? Uống hết rồi. Cứu được hay không? Nguy kịch. Cha, nếu mà anh ta chết thì bọn chúng sẽ tìm đến con. Nếu mà con trai yên tâm đi. Cha vô dụng cỡ nào cũng sẽ bảo vệ cho con mà. Để mẹ con yên tâm an nghỉ trên trời. Yên tâm. Cha, chúng ta tranh thủ thời gian làm đường băng, nhanh chóng để người ta mang cậu ấy đi. Đừng sợ. Báo cáo. Tôi nhất định phải tìm ra anh. Hai ngày trước thổ phỉ đại nha đầu vừa đến cướp lương thực. Thật sự không nộp nổi số lượng ngài cần. Ông gian xảo. Tôi không gian xảo. Tôi ngốc lắm. Đừng có gian xảo. Tất cả sẽ chết hết đó. Tôi biết. Không chết. Không chết. Đại nhân, đến nhà tôi uống nước đi. Nhà tôi nấu nước rồi. Đi thôi. Cha cô bảo tôi đến xem thử. Nấu nước cho giặc Nhật xong chưa? Vẫn chưa.
Cảm ơn anh đã cứu em trai của tôi. Không sao, chuyện nhà cô chính là chuyện của tôi mà. Có sợ không? Không có, có gì mà phải sợ. Thuận Tử và bạn Tử sợ ngu người rồi, tôi còn an ủi chúng đó. 7 ngày sau, tôi đến lấy lương thực. 7 ngày, 7 ngày đi thôi. Đi. Đúng rồi, nồi này để người nhà dùng hay sao? Không phải. Có phải giật giật làm khó cha của tôi hay không? Không có. Bà con, chỉ cần ngày nào giặc Nhật còn ở đây thì chúng ta không thể sống yên ổn được. Chúng ta phải làm gì đó, giúp đỡ những người có thể đánh giặc Nhật, đuổi giặc Nhật đi, chúng ta mới có thể sống yên ổn được. Đại ca, làm chuyện gì đây? Làm một đường băng. Chạy về đâu? Tôi nói chuyện cậu không xen vào sẽ chết hay sao vậy? Chúng ta phải làm một đường băng máy bay. Làm xong càng sớm thì chúng ta thoát khỏi bể khổ càng sớm. Chút lương thực của chúng ta nếu nộp cho người Nhật, sau này chúng ta thật sự không còn gì để nộp nữa. Không nộp lương thực, người Nhật sẽ làm gì đây? Trong lòng mọi người đều biết rõ rồi. Mà thêm nữa, bản thân của chúng ta sau này cũng thực sự chẳng còn gì để ăn nữa. Chịu một trận đói, cuối cùng đều phải đói chết. Đại ca, nếu làm xong đường băng kia bị người Nhật biết được, chẳng phải cũng chết hay sao? Cậu có thể nào đừng sử dụng cái đầu vô dụng này của cậu được không? Cậu không sử dụng cái đầu vô dụng này, nó sẽ đổ hay sao vậy? Dạ được, anh nói đi. Chúng ta phải làm thật nhanh. Làm xong dùng xong thì nhanh chóng tiêu hủy. Thần không biết quỷ không hay. Ai biết chúng ta từng làm đường băng? Chỉ mấy người chúng ta có thể làm đường băng hay sao? Chú ơi, chú ơi, nạn dân, có nạn dân. Làm ơn làm phước cho chúng tôi xin chút đồ ăn đi. Bà con, chỗ chúng tôi cũng bị giặc Nhật đánh mấy lần. Lưu gạo nhà chúng tôi cũng đã bị giặc Nhật vét sạch rồi. Cầu xin anh, nhà chúng tôi đều bị người Nhật giết chết rồi, đều là người chỉ gian. Các anh hãy cho bọn nhỏ một miếng ăn với. Nếu có cánh thì hay biết mấy rồi. Người Nhật đến thôn chúng ta cướp lương thực, người thôn chúng ta bay đi. Chờ người Nhật đi, chúng ta lại bay về. Ngày nào cũng có máy bay bay ngang, sao mà không xuống đây nhỉ? Hiện giờ người Mỹ kia sắp không ổn rồi. Nếu mà tôi có cánh, tôi sẽ bế người Mỹ kia đi, trực tiếp bay qua ngọn núi kia, đưa đến sân bay Chỉ Giang. Dân quốc năm 28, tôi từng cùng cha tôi đi làm sân bay Chỉ Giang. Mấy ngàn người xung quanh đó cùng nhau làm, mỗi ngày đều bao cơm, làm đủ tháng còn trả tiền lương đấy. Đường băng trông thế nào? Vừa phẳng vừa cứng vừa thẳng. Còn 9 ngày nữa chúng ta phải làm xong đó. Đại tá Otani gọi đến hỏi chúng ta tiến triển thế nào rồi. Trả lời: mục tiêu bị thương bỏ trốn, quân đội chúng ta đang ra sức tìm kiếm. Dân, lấy ra hết chưa?
bao cuối cùng. Ai trong các người đã từng làm sân bay chỉ gian? Tôi từng làm. Hãy giúp chúng tôi làm một đường băng máy bay. Mỗi người được 3 cái bằng thầu mỗi ngày. Làm nhiều lãnh nhiều. Không làm có thể đi ngay bây giờ. Tôi làm. Vốn là định làm sân phơi lúa, không ngờ lại phải làm đường băng máy bay. Không phải ý của anh hay sao chứ? Nghe thấy không? Tôi nói các anh nghe, vì làm đường băng cho các anh, thôn chúng tôi đã bỏ rất nhiều lương thực. Những gì trước đó nói chắc chắn là không được đâu. Thế này, anh cho thêm 100 đồng đại dương, có được không? 100 đồng nữa. Quyết định vậy đi. Khôn Tử, trong anh ta sắp không ổn rồi. Chị à, chị phải nghĩ cách cứu anh ta đó. Anh ta bị thương thực sự quá nặng, số thuốc còn lại cũng dùng hết rồi. Anh ta rơi từ trên trời xuống cũng không chết, chắc chắn có thể sống. Theo tốc độ này còn phải bao nhiêu ngày nữa? Đừng hỏi mấy ngày, để hứa với người ta 10 ngày thì phải làm xong trong 10 ngày. Làm như vậy chờ người Mỹ bay đi, chúng ta cũng mệt chết luôn rồi. Thôi bỏ đi. Anh có bao giờ làm chuyện gì vừa đúng lúc không? Vốn dĩ. Đừng nói nhảm nữa, anh đi mang một cái trục lăn đá đến đây. Vậy tôi về nhà, mang trục lăn đá nhà tôi đến. Trục lăn lương thực nhỏ quá, tôi đã hỏi rồi. Trục lăn đá ở đường băng chỉ gian to lắm. Thôn chúng ta đâu có thứ đó, thôn Thạch Tượng có. Trục lăn đá của 10 dặm 8 thôn đều do họ làm đấy. Mấy năm trước tôi từng đến đó một lần. Nhớ là trong thôn họ có một trục lăn đá lớn, cao hơn cả một người. Đi. Thôi đi, người bên đó không dễ nói chuyện đâu. Tôi có cách. Tôi muốn tìm một người Mỹ, các người có thấy hay không? Sao mà con thích gây phiền phức cho người ta thế? Cha, ngoài việc kêu cha ra, còn biết làm gì nữa đây? Sau này cha chết rồi, con có thể nuôi sống bản thân không? Cha, cha không chết đâu. Con chết rồi cha cũng chưa chết. Cái đồ hư đốn con.
Cho dù hy sinh cả mạng mình, tôi cũng phải chính tay giết chết Giật Giật thay anh. Ishihara, người Mỹ đó liệu có phải đã thoát khỏi vòng phong tỏa của chúng ta hay không? Chắc là không đâu. Trừ phi có một đội ngũ khác đến giúp đỡ chúng, nếu không thì bọn chúng không thể thoát được. Ý anh nói, ngoại trừ người tập kích chúng ta ra, còn có người khác nữa hay sao? Bách tính bình thường có thể khiến chúng ta chật vật thế hay sao? Còn lấy gì nữa? Cậu lấy cái này làm gì? Kết hôn. Còn gì nữa? Ai mà lấy, tôi sẽ đến nhà người đó khóc trọn kiếp. Bài tử, Thuận tử, hai đứa đem mấy thứ này đi chôn đi. Vậy Khôn tử thì sao? Chú ở nhà bàn bạc chuyện lớn với nó. Cha, vì sao không cho con đi chứ? Trời tối rồi, con đi làm gì? Kiểm tra xem ngón áp út có nhẫn hay không. Báo cáo không có. Thank you.
Cha, sao cha còn chưa về nữa? Trong lòng của cha không yên, cứ cảm thấy giật giật có thể đến đây bất cứ lúc nào. Cha đừng lo lắng, giật giật không đến nữa đâu. Giật giật viết thư nói cho con nghe hay sao? Chú đừng, đừng có xen vào nữa. Cha, sao cha lại trở thành bạn bè với chú Khâu thế? Năm đó thổ phỉ Điền Lão Thất gây họa cho 10 dặm 8 thôn Chỉ Giang chúng ta. Cha đến thôn Thạch Tượng tìm chú Khâu, muốn liên thủ với họ để giải quyết Điền Lão Thất. Chú Khâu của con không đồng ý. Đó là họ không muốn giết Điền Lão Thất. Điền Lão Thất sẽ không chọc vào họ. Nhưng mà không ngờ anh em ruột của chú Khâu đem chuyện cho muốn liên thủ với họ, báo cáo với Điền Lão Thất. Điền Lão Thất dẫn người đến nhuộm máu thôn Bảo Điền chúng ta. Mẹ của con bị bọn chúng giết lúc đó luôn. Vậy chẳng phải chú ấy là kẻ thù của chúng ta hay sao? Chú Khâu của con nghe thấy chuyện này, không nói hai lời, chính tay giết chết anh em ruột của ông ấy. Ông ấy chạy đến nói với cha: anh, em trai của tôi là một súc sinh, tôi muốn cùng anh đi giết Điền Lão Thất. Sau khi giết Điền Lão Thất, ông ấy chạy đến mộ của mẹ con nói rằng ông ấy bằng lòng làm trâu làm ngựa cho nhà chúng ta cả đời để chuộc tội thay cho em trai ông ấy. Lúc đó cha cũng rất cảm động, cho nên đã dập đầu cùng ông ấy, kết bái thành anh em. Cha, vậy cha thật sự sẽ chiếm một tinh nhật gì chú ấy hay sao? Con trai, con phải nhớ kỹ rằng có một số lời đừng tùy tiện nói ra, đã nói ra rồi thì phải làm được. Chẳng phải chúng ta đã tìm thấy rồi hay sao? Sanh còn không về nữa. Thi thể đó là giả thôi. Có người cố ý làm giả thi thể kéo dài thời gian đó mà. Anh nói người Mỹ kia còn sống hay sao? Ở một nơi không xa, cha, mấy ngày nữa mới xong, đã nói 10 ngày rồi mà, vẫn còn 4 ngày nữa. Qua đây. Người Mỹ sao rồi? Rất tốt, hết thuốc rồi. Người còn chưa chết, sao mà cậu không nói thật với tôi? Phải nói chuyện tốt trước. Tôi không dạy dỗ đó. Tôi nói cho cậu biết, tôi sẽ đến tìm cậu đó. Không nói dối chứ? Không có, không có. Đường băng sắp làm xong rồi, cậu đừng có sốt ruột. Tôi không sốt ruột, tôi chỉ muốn nói cho cậu biết. Tôi nói lời giữ lời. Cha, tìm Lăng Trung đến đây, chắc chắn ông ta ngủ rồi. Dùng nước lạnh tạt ông ấy tỉnh đi.
Thế nào? Yếu. Có thể xử lý vết thương hay không? Ngăn hông bị súng bắn. Đúng. Rất đau. Rất đau. Chính là anh ta. Bọn họ có mấy người chứ? Con nhìn thấy có bốn người. Xem ra ba người còn lại chết rồi. Cha sao cha biết? Con trai, đừng có sợ. Con sắp không sao được đó. Em trai của tôi nói anh hăm dọa nó. Anh hăm dọa nó làm gì? Sợ cô ấy không cứu người Mỹ. Vì sao phải cứu người Mỹ đó? Người ta giúp chúng ta đánh Nhật, suy bụng ta ra bụng người. Đúng. Nếu như em trai tôi không cứu sống người Mỹ đó thì anh sẽ giết chết đó hay sao? Chỉ cần cậu ấy không giao người Mỹ đó cho giặc Nhật, chỉ cần cậu ta không giết người đó, thì tôi chỉ dọa cậu ấy thôi, không giết. Bàn Tử, lát nữa cậu đè lên người cậu ta. Bọn tôi chưa xong chuyện, cậu đừng có đứng lên. Chú yên tâm đi. Bàn Tử, đè lên chân của cậu ta, đừng để cậu ta đá lung tung nghe chưa. Yên tâm đi chú. Thuận Tử, tuyệt đối phải giữ chắc súng của cậu ta. Cháu sẽ cố gắng. Thường Quý, anh phải xuống giao cho nhanh, nếu không con trai của anh sẽ nguy hiểm nhất. Sao mà con trai anh lại được làm dự bị cùng Lăng Trung vậy? Nếu mà anh bị thương thì phải có người cứu anh chứ. Đi. Đừng cử động.
Có phải các người muốn giết tôi hay không? Không có. Trưởng quan, đừng giết con trai tôi. Những gì khác tôi đều đồng ý với anh hết. Chú, ngày mai tôi sẽ đi. Tôi mất liên lạc với quân đội đã nhiều ngày. Phải nhanh chóng tìm người, đến đưa người Mỹ kia đi giúp các người. Chú à, chú đừng sợ. Không có sao đâu, tôi không sợ. Mau chóng làm đường băng cho xong. Người ta đánh giặc giúp chúng ta, chúng ta không thể chỉ biết đứng nhìn đúng không? Giặc Nhật làm hại nước nhà chúng ta lâu như vậy, nên để chúng cút về nhà rồi. Người Trung Quốc chúng ta đã hy sinh quá nhiều, chết quá nhiều người. Không có gì khác, ai bắt nạt chúng ta, ít nhất chúng ta cũng không thể để họ bắt nạt mãi. Chúng ta cũng phải cùng nhau đánh trả lại chứ, đúng không? Còn nữa, đối xử với bạn bè, tôi biết phải đối xử với bạn bè thế nào. Tôi tin chú. Ngủ đi. Thổi tắt đèn đi. Nói đi. Anh sao thế? Xin hãy lên tiếng, xin hãy lên tiếng. Làm việc đi. Nói đi. Cha, sao vậy cha? Làm đường băng xong, người Mỹ không đến đón người thì sao? Làm việc đi. Không ngờ rằng vì con mà mang đến cho mọi người phiền phức lớn như thế này. Đừng ấy nấy nữa, mọi người quen hết rồi. Tôi cũng không nói ra được lý lẽ gì, nhưng mà tôi cảm thấy chuyện này làm cũng rất ra gì đấy. Tôi cũng cảm thấy rất ra gì. Tôi chỉ lo cho chú Diêu, có lẽ chú ấy bị dọa sợ lắm rồi. Các người không hiểu cha tôi đâu. Tôi nghe mẹ nói cha của tôi to gan kinh người lắm. Thật sao? Không thấy vậy. Anh nghe thấy chưa? Tôi nói cho các anh biết, sắp ăn hết lương thực rồi. Chúng tôi tổn thất rất lớn, lỗ nặng rồi. Mãnh liệt yêu cầu thêm tiền. Mãnh liệt yêu cầu thêm tiền cho tôi. Thêm bao nhiêu phải xem thành ý của các anh nữa. Anh cho tôi một con số đi. Anh không nói thì tôi nói. Ít nhất thì phải thêm. Sao cậu lại có thứ này chứ? Sao cậu ta lại có thứ này? Trưởng quan à, nhặt đấy. Trưởng quan, sao ngài lại tới đây? Ông quên rồi hay sao? Tôi nói 7 ngày sẽ đến, hôm nay là ngày thứ 6 rồi. Tôi đến nhắc nhở các người. Các người làm sao thế? Giết!
cha. Cha đừng có sốt ruột quá. Không sốt ruột, không sốt ruột. Sao cậu lại trở về thế? Đi chưa bao xa thì gặp phải bọn chúng rồi. Sau chuyện ở đây bại lộ cho nên theo về đây. Mấy ngày nay bận làm đường băng. Chuyện hắn ta nói 7 ngày sau đến lấy lương thực tôi quên hết. Nếu cô Bayashi không về, giận nhật sẽ theo đến đây. Nhưng 3 ngày sau người Mỹ mới đến đón người. Biết làm sao bây giờ? Làm sao đây? Cha, cha gì mà cha? Cha, cha sao vậy? Không có gì đâu. Ăn cơm đi, ăn đi. Hôm qua cậu có ra tay hay không? Cha, cha không nhìn thấy hay sao? Cha tối mắt tối mũi chỉ nghĩ đến việc diệt khẩu. Cha không thấy gì hết. Con ra tay rồi. Hôm nay có một tin Nhật bị con và Thuận Tử. Đừng nói nữa, ăn đi, ăn đi. Con rửa tay chưa? Rửa rồi, rửa rồi. Chúng ta phải tranh thủ làm cho xong trước thời hạn. Nếu mà người Mỹ có thể đến sớm thì tốt biết mấy. Ra đây, ra đây. Mau lên, mau lên. Thôn trưởng Diêu, tôi đây. Hai người họ là con của tôi. Đường băng này làm sao? Tại sao lại làm cho người Mỹ? Không làm thì đội du kích sẽ bắn chết con trai tôi. Đội du kích gì? Tôi không biết. Có hơn 100 người, ai cũng mang theo súng hết. Làm xong đường băng để làm gì? Người Mỹ sẽ lái máy bay đến đón phi công của họ đi. Có phải phi công đó đang bị thương không? Phải, sắp chết rồi. Ở đâu? Ở đại ca, sao anh nói ra hết rồi? Ở đâu? Ở ở đâu? Dạ ở. Cái gì? Ở ở đâu? Dưới hầm thú ẩn nhà tôi. Anh nhất định phải chữa khỏi cho hắn. Dạ. Ông cứu anh ta cũng có nỗi khổ riêng. Tôi có thể hiểu cho ông. Đúng vậy trưởng quan. Người dân như chúng tôi làm sao mà dám chống đối với hoàng quân được? Ngài cũng biết mà, chúng tôi đâu phải đối thủ của hoàng quân. Tôi biết ông nói thật. Tôi nghe ra được chứ. Cảm ơn ngài. Nếu như ông dám nói láo, tất cả những người trong thôn này đều phải chết cùng với ông đó. Tôi biết. Khi nào máy bay của người Mỹ đến? 4 ngày sau. Nhưng mà các người chưa làm xong đường băng. Đúng vậy, trong lòng của tôi cũng rất nóng ruột đây. Chỉ muốn nhanh chóng đưa người Mỹ đó đi. Có thể bớt chuyện nào thì hay chuyện đó. 4 ngày có xong hay không? Dạ liều thôi. Thế này, tôi phái vài người làm phụ các người. Không biết vì sao chú Diêu lại làm thế nữa. Chú Thượng Quý và Thuận Tử chết thảm quá rồi. Các người đừng có nói nữa. Đừng nói nữa mà.
Khóc cái gì mà khóc? Thượng quý và Thùng Tử bị bắn chết rồi. Cha đứng kế bên, đến đánh rắm còn không dám thả. Cha bán hết tất cả cho giặc Nhật rồi. Người ta không trả tiền nhưng cha bán sạch sẽ hết rồi. Không đáng đời. Bọn chúng là giặc Nhật. Đừng nói là giặc Nhật, giờ người ta là người thân của cha chắc. Thằng con mất dạy này, mày đang nói tiếng người hay sao vậy? Nếu mà cha không nói ra, các người ai cũng phải chết. Chết thì chết. Người Mỹ bị thương nặng như vậy, người ta có bác sĩ có thể chữa, chúng ta có ai làm được không? Vậy thì tiếp theo nên làm thế nào đây? Đi được bước nào, tính bước đó. Tính để làm xong đường băng, để giặc Nhật bắt người Mỹ đi hả? Con, được rồi, ngủ đi đừng nói nữa. Thường quý huynh đệ, Thường quý huynh đệ, cậu nói nhiều làm gì chứ? Đừng khóc nữa, con ngủ đi. Ngài Ishihara, chúng ta sắp lập công rồi đó. Có đám người yếu đuối kìa. Lập công là một chuyện dễ như ăn cháo thôi. Anh sẽ cưới em chứ? Cưới. Em lớn hơn anh 3 tuổi. Cưới nữ lớn hơn 3 như cưới vàng vậy. Trưởng quan, nào ăn đi. Ăn đi chứ. Ông là người thành thực. Cha của tôi luôn dạy tôi phải là một người thành thực. Tôi không nghe lời, ông ấy sẽ đánh tôi. Ông ấy đánh mãi cho nên tôi mới thành thực đó. Cha của tôi cũng từng đánh tôi. Ông ấy thích uống rượu. Uống rượu say rồi là đánh mẹ của tôi. Cũng đánh tôi luôn. Những người cha trên đời này đều như nhau hết thôi. Chỉ mong con của mình có thể ngoan ngoãn, tốt đẹp.
Con của ông có nghe lời ông không? Nghe lời, nghe lời chứ. Tôi chưa bao giờ phải đánh nó, nó rất nghe lời. Ông nói cậu ta gặp đội du kích. Dạ phải. Có hơn 100 người. Không, nó nói chỉ gặp có 4 người. Khi đến nhà tôi mới hơn 100 người. Trong 4 người đó có 3 người đã bị chúng tôi bắn chết. Hơn 100 người đó có đến lần nào đấy hay không? Không có. Họ nói, họ nói nếu không thể đưa người Mỹ kia đi an toàn thì bọn họ sẽ đến giải quyết con trai tôi. Vậy thì ông còn nhớ dáng vẻ của họ không? Hôm đó đến trời tối, đèn lập lòe, bọn họ đều che mặt, tôi không nhận ra. Trưởng quan, nghe nói xem, bọn họ đều che mặt, cầm súng chỉ vào con trai của tôi, khiến tôi sợ chết khiếp. Nào, trưởng quan, tôi bắn chết thôn dân của ông, ông có hận tôi không? Không phải hận, mà là sợ. Sợ gì? Sợ ngài cũng sẽ bắn chết tôi. Không đâu, ông đã giúp chúng tôi thì chúng tôi sẽ không bắn chết ông. Cảm ơn trưởng quan. Mời ngài. Cạn ly. Cạn ly. Ăn đồ ăn đi. Ăn đi. Kẻ nào? Cha ơi cứu con, cứu con với. Cha ơi cứu con. Bài tử, bài tử, cứu tôi với. Buông tao ra, buông tao ra, buông tao ra đồ súc sinh, buông tao ra.
tránh ra. Chú ơi, cha sao vậy? Tên súc sinh này giết chết chị của con. Tôi nhận được tin tức thiếu tá Kobayashi đến thôn Bảo Điện lấy lương thực, đến bây giờ vẫn chưa về. Ông có biết tại sao hay không? Con gái tôi bị tên súc sinh này giết rồi. Ông có biết tin tức của thiếu tá Kobayashi không? Con của tôi bị giết rồi. Tôi đang hỏi ông đấy. Tôi không biết. Con gái của tôi bị tên súc sinh này giết rồi. Tôi còn quan tâm đến thiếu tá Kobayashi gì chứ? Con gái của tôi chết rồi, bị tên súc sinh này giết rồi. Làm sao đây? Ngài nói tôi phải làm sao chứ? Thiếu tá Kobayashi đang ở đâu? Tôi không biết. Thiếu tá Kobayashi dẫn theo 4 binh sĩ đến thôn các ông, đến bây giờ vẫn chưa có tin tức. Tổng cộng có 5 người Nhật. 5 người Nhật. Ông cho tôi biết bọn họ đang ở đâu. Chết rồi hay còn sống? Nếu tôi biết tin tức của Kobayashi, nếu cậu ta chết ở đây, ông và thôn dân của ông không một ai được sống, rõ chưa? Một chắp tay, hai cúi đầu. Ba cúi đầu. Ishihara, bắt sống phi công xong, phải xử lý đám người này thế nào đây? Thì khiến chúng biến thành người chết. Có phải anh buồn lắm hay không? Phải. Tôi đã giết chết một người Nhật, giết chết đồng bào của mình, vì tiêu diệt kẻ địch ở sân bay Chỉ Giang. Anh làm vậy là đúng. 100 cái mạng của người Trung Quốc cũng không bằng một cái mạng của đồng bào tôi. Cậu có gì muốn nói với chị tôi sao?
Hãy chờ anh. Chờ anh sang đó cưới em. Con gái, cha để con yên nghỉ trước. Trong nhà con là gì cả, khổ cực gì cũng để cho con chịu. Cha lại thiên vị em trai của con, con cũng chưa bao giờ oán trách cha. Cha có lỗi với con, cha nợ con quá nhiều. Cha chưa kịp trả cho con thì con đã phải gặp đại nạn thế này. Cha dập đầu ở đây với con. Không kịp nữa rồi, con của cha. Cha không thể nào thay đổi được thế đạo. Dù cha có thể làm, chính là không để cho con chết vô ích. Con ở trên trời của linh thiêng phù hộ cho em trai của con, để nó được sống tốt, để nó được sống thật tốt. Sống thật tốt. Anh đến đây làm gì chứ? Tôi tìm cô có việc. Anh đừng có tìm tôi có việc. Về đi. Không phải cô muốn cưới tôi hay sao? Tôi đến rồi đây. Anh không được. Thôi vậy, về đi. Nhưng mà tôi muốn cưới cô. Nếu cô không đồng ý thì tôi không về đâu. Nói gì thế? Nói gì thế? Chờ đã. Anh vừa mới nói gì? Tôi nói tôi muốn cưới cô, hãy gả cho tôi. Đừng nói nhảm nữa, đồng ý đi. Tôi thấy anh chán sống rồi đúng hay không? Tôi nói cho anh biết, muốn cưới cũng phải để tôi cưới, muốn gả cũng là anh gả cho tôi. Dám làm trái với tôi, đừng nói nhảm, mau hành lễ đi. Mau chống theo tôi đánh giặc Nhật, sau đó về động phòng. To gan, dám ăn nói với đương gia của bọn tôi như thế, chán sống rồi hay sao? Tránh ra. Đánh giặc Nhật? Đánh giặc Nhật gì chứ? Chúng tôi cứu một phi công người Mỹ. Anh ta là người đánh giặc Nhật giúp Trung Quốc chúng ta. Hiện giờ anh ta bị thương nặng, đang sống ở nhà tôi. Giống như chúng tôi đã hứa với người ta, trong vòng 10 ngày làm xong đường băng. Rồi người ta phái người đến đón phi công đó đi. Nhưng mà chúng tôi bị giặc Nhật phát hiện. Chỉ cần người Mỹ đến thì sẽ bị giặc Nhật bắt. Đàn ông nói chuyện hoặc là không nói, chỉ cần để nói là phải làm được. Tôi đã hứa với người ta, đưa phi công trở về thì tôi phải đưa anh ta trở về an toàn.
Nhưng mà bây giờ có giặc Nhật, tôi hết cách, cho nên đến tìm cô. Cô có người, tôi thì có súng. Cô nên giúp đỡ người đàn ông của mình đánh bọn giặc Nhật, đưa phi công trở về. Nếu như không, người đàn ông của cô sẽ là kẻ nói lời không giữ lời, phế vật có ơn không báo. Cậu mở miệng ra là người đàn ông của cô. Người đàn ông của cô, cậu là người đàn ông của ai chứ? Có tin tôi giết cậu không? Có bản lĩnh thì đi giết giặc Nhật đi. Đừng ở đây lên giọng khoác lác hù dọa tôi. Mới có mấy ngày không gặp, cái miệng nhỏ của anh trở nên ăn nói giỏi hồi nào vậy? Vừa giờ mấy gã gốc thôn cậu ta còn muốn đánh giặc Nhật hay sao? Cút đi, cút nhanh lên. Bạn của tôi bị giết, đại ca ở đồn du kích bị giết, tất cả bà con ở thôn Thạch Tượng đều bị giết, chú Khâu bị giết. Cha của tôi nói ông ấy là một người cùng nghĩa hiệp. Chị gái của tôi cũng bị giết. Tôi cho các người biết, sáng ngày mốt, một là các người giúp chúng tôi giết giặc Nhật, hai là đứng nhìn chúng tôi giết giặc Nhật thế nào. Nếu không, các người mới chính là kẻ ngốc. Cút! Cậu ta điên rồi hay sao? Tôi còn chưa cho đi mà. Sao anh lại bảo người ta cút? Tôi không nhìn nổi. Cậu ta giở trò trước mặt cô. Cút! Đường băng đã làm xong, ngày mai tất cả sẽ kết thúc. Cảm ơn các vị đã hợp tác, đặc biệt phải cảm ơn sự giúp đỡ của ông Diêu đây. Nào, ly này tôi kính các vị. Ông Diêu, bà con, có qua mà không có lại là thất lễ đó. Nào, chúng ta nâng ly rượu lên, kính trưởng quan một ly. Nào, cạn ly. Bà con, tôi sẽ không làm hán gian. Tất cả những gì tôi làm chỉ vì bảo vệ tính mạng cho mọi người, chỉ vì bảo vệ tính mạng của người Mỹ đó. Bây giờ tôi không thể không nói với mọi người, ngày đường băng làm xong,
có lẽ sẽ là ngày cuối cùng chúng ta còn trên thế gian này. Tôi không có gì để nói. Tôi nghĩ chắc chắn phải đưa người Mỹ đi thôi. Chúng ta chỉ có thể dùng tính mạng làm đến nước này thôi. Giết! Làm sao đây? Chờ thêm một chút nữa. Giết! 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 Quá. Mau quay lại đây. Mau quay lại đây đón người đi. Còn không quay lại đây, người sẽ chết sạch hết. Mau quay lại đây. Đi. Cảm ơn, cảm ơn.
Tôi muốn hỏi mọi người một câu, chúng ta muốn chết như thế nào? Tôi từng thề với lão Khâu huynh đệ, nhất định phải giết một tên giặc nhục cho anh đấy. Tôi muốn thực hiện lời hứa của mình. Và tôi nhất định phải thực hiện lời hứa của mình.